Xong người ta nói xin chào tất cả các bạn. Hôm nay đã là 30 tháng 3 rồi. Ngày mai là 1 tháng 4 âm lịch. Thế là Quỳnh Lê muốn làm một cái trải bài về công việc, tình hình công việc và tài chính của tháng 4 nha các bạn nhé, của tháng tiếp theo. Một số bạn trả bài riêng với mình, các bạn báo lại là các bạn có những thành công, những kết quả giống như là trong trải bài của mình, nên là mình cảm thấy rất là vui. Hôm nay mình nợ nhiều trả bài lắm, nợ chồng nợ. Nhưng mà sẽ cố gắng để giải quyết hết. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trả bài thứ nhất nhé. À, chúng ta chọn là chọn trả bài đi. À, chọn lá bài, chọn trả bài nhé. Mình có ba lá bài đại diện cho ba trả bài. Một ở đây là thủ lĩnh, các bạn nhìn thấy người dẫn đường đây chưa, thủ lĩnh. Thứ hai là quyền lực. Thứ ba là thành công. Các bạn nhớ này, thành công chưa hẳn đã giàu có, nhưng giàu có chưa hẳn đã thành công. Làm thủ lĩnh với quyền lực vẫn khác nhau. Quyền lực là quyền lực, thủ lĩnh là thủ lĩnh. Các bạn không đừng soi xét nhiều, chỉ cần ba lá bài này, tự nhiên các bạn cảm thấy các bạn thích lá bài nào thì các bạn chọn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với trả bài đầu tiên, công việc và tài chính trong tháng tiếp theo của bạn. Thì trước hết là mình sẽ làm trả bài câu hỏi đầu tiên là năng lượng, tình hình công việc và tài chính của bạn nhé, ngay tại thời điểm hiện tại, để xem bạn xem đó có phải là câu chuyện của bạn không. Mình thấy tại cái thời điểm này bạn đang dốc hết sức vào công việc nhé. Giống như là mình cảm thấy là ở đây cái lá bài kỵ sĩ kiếm này giống như con ngựa nó chồn chân lâu ngày á, và khi được phóng thích một cái, phóng thích là là bỏ ra đấy, cởi trói ra, phóng thích một cái thì nó lao thẳng về phía trước. Và lao thẳng vào phía trước này là công việc, hình ảnh một người đàn ông đang miệt mài cho công việc của mình. Mình thấy năng lượng của các bạn tại thời điểm này là các bạn đang dốc hết sức lực cho một công việc nào đó. Mình cảm thấy rằng các bạn tiếp theo là lá bài 10 kiếm. Có vẻ như trong công việc của các bạn vừa trải qua một cái sự cố nào đó, mà lại là tiếp theo của cái lá ba góc này, mà lại tiếp theo của cái quy nợ cực khắc này. Mình có cảm giác như là hầu như các bạn đang gặp một sự cố nào đó trong tình cảm. Các bạn cảm giác như là các bạn bị phản bội, bị đâm sau lưng bởi cái mối quan hệ ba người này, và các bạn đã đau khổ. Ở đây thì nó biểu hiện là bạn mất rất nhiều cái năng lượng cho cái việc suy nghĩ về cái mối quan hệ này, và cuối cùng bạn chọn cái cách là bạn giống như bạn lao đầu vào công việc để bạn tìm quên nhá. Rồi, để mình xem đang về công việc tại sao liên quan đến tình cảm ở đây. Mình xem tiếp nó là cái gì. Ở đây thì mình thấy có lá bài ba xu, nó biểu hiện là trong công việc của bạn. Thì các bạn chú ý rằng có thể là cái sự phản bội đó nó cũng liên quan đến công việc. Ví dụ như là các bạn đang có một cái hợp đồng giữa hai người với nhau, có một người thứ ba xen vào, mà cái này nó có thể nó liên quan đến tình cảm. Ví dụ có thể bạn cả nể một ai đó, ví dụ đối tác của bạn là người yêu chẳng hạn, là người bạn mến chẳng hạn, thì bạn cả nể và sau cuối cùng bạn bị một mố giống như là bị đâm sau lưng bạn. Mình thấy cái trả bài này nói về công việc mà tại sao lại liên quan đến tình cảm nhỉ? Mình thấy đây này, cái công việc của các bạn ấy, nó mình thấy rằng đây là một cái cuộc, mình nghĩ rằng nó có thể nó là một hợp đồng, một sự đầu tư nhá, và nó đang rất triển vọng thế này, nó rất triển vọng, nó đang theo kiểu nó giống như là đầy hy vọng thế này, bởi vì đây là hình ảnh của cái người phụ nữ đang mang thai. Trong tình yêu thì nó khác, còn trong công việc nó biểu hiện là một cái sự theo kiểu là sự phát triển, sự sinh sôi, sự nhân đôi đấy. Nhưng mà cuối cùng thì bạn gặp một cái thất vọng ghê gớm, cái sự thất vọng vô cùng, và ở đây nó nói đến một cái vòng quay của số phận, giống như cái vận hạn mà bạn phải chịu. Và tại cái thời điểm này bạn đã hết sức cân bằng về tiền bạc, có thể là bạn đang tìm mọi cách để bạn cân đối về tiền bạc, để bạn bù lấp cho cái sự thua thiệt đó nhá. Để mình xem tiếp, bởi mình thấy nó cái vấn đề nó chưa được rõ ràng. Tại cái thời điểm này mình thấy bởi gặp cái sự cố đó cho là bạn rất là gặp khó khăn trong vấn đề tiền bạc, lá bài năm xu.
về tiền bạc và có rất nhiều mối quan hệ một những cái khác nữa. Lá bài năm kiếm ở đây mình thấy rằng các bạn đã xảy ra cả cái sự tranh cãi gay gắt, và dù các bạn giành phần thắng thì cái thứ mà bạn nhận được ở đây cũng là cái sự tổn thương đầy mình. Các bạn thấy đấy, ở trong một cuộc chiến này có người thắng người thua, bạn thắng nhưng bạn cũng không vui vẻ gì. Bây giờ mình thấy cái năng lượng của bạn là năng lượng của sự cân bằng. Bạn cân bằng, nhưng mà mình thấy cái nội lực của bạn, bạn có một cái nội lực rất lớn. Cái nội lực đây là đây của lá bài nói về cái quyền lực mà giống mình vừa nói. Bạn có một cái nội lực ở bên trong mạnh mẽ, quyết đoán, không có một cái gì làm khó được bạn cả. Cái lá bài này năng lượng của Bạch Dương. Bạch Dương là nói đến thủ lĩnh, đến người đứng đầu. Để mình đóng cửa lại đã. Thế là cái nội lực này nó sẽ khiến cho bạn vượt qua được. Ở đây có lá bài 6 tốc. Cái 6 tốc này thì nó biểu hiện hai vấn đề. Một đó là sẽ có một người nào đó cũ, người nào đó từ quá khứ quay trở lại. Hoặc là cái sự việc, cái gì đó mà các bạn đã bị mất đi, một cái gì đó thuộc về cơ hội cũ nó quay trở lại. Mình thử xem cái đó là cái gì. Và mình thấy rằng, để mình rút tiếp nhé, mình rút đủ 5 lá đã rồi mình sẽ nói. Mình nói lại này, sau khi các bạn đã cân bằng được, ấy, nghĩa là các bạn vượt qua cái giai đoạn khó khăn khủng hoảng nhất rồi, thì mình, nếu như các bạn làm ăn, cái công việc của các bạn giống như là buôn bán, bán hàng, ký hợp tác đầu tư gì đó, cần theo kiểu là nó, các bạn kinh doanh gì đó thì nó sẽ trở lại nhá. Cái lá bài 4 gậy nó biểu hiện cho một cái sự đủ đầy, trọn vẹn. Và bạn, cái năng lực của bạn tại thời điểm này đó là bạn sẵn sàng chiến đấu. Dù giông gió nào, bão tố nào, bạn cũng, cái hình ảnh của cái người thanh niên đang sẵn sàng chiến đấu đây. Và vì cái điều đó cho nên là bạn đạt được cái này. Nếu như bạn có một công việc của bạn liên quan đến hợp đồng, liên quan đến sự đầu tư, thì mình thấy cái sự hòa hợp ở đây và cái việc bạn đang làm ở đây. Đây, bạn bắt đầu bắt tay vào công việc, bắt tay vào để xây dựng cho cái hành trình mà các bạn hướng tới. Và cái điều bạn cần lo ở đây đó là hai xu. Có nghĩa là các bạn đang phải cân bằng, cân đối tiền bạc ở đây. Bây giờ mình sẽ xem về cái tình hình tài chính nhé. Mặc dù đây cũng có thể là trong một cái tháng là các bạn gặp khó khăn về tài chính đấy, nhưng mình muốn hỏi là mình thấy đúng. Năm xu hiện lên, năm xu nếu trong tình cảm thì nó biểu hiện về cái sự khó khăn về cái mặt theo kiểu là tình cảm, có sự lạnh lùng, lạnh lẽo ở đây. Nhưng mà ở trong, nếu nói về công việc thì nó là một lá bài nói về cái sự khó khăn về mặt tài chính. Các bạn phải chật vật, các bạn phải lo toan. Ở đây mình thấy này này, bạn có một cái hy vọng gì đó về người thân giúp đỡ, hoặc là một người bạn nào đó sẽ giúp đỡ, nhưng mà họ từ chối, họ quay lưng đi. Họ quay lưng đi nhá. Mình thấy này này, cái tình hình tài chính là bạn có sự khó khăn ở thời điểm này. Nghĩa là giống như những ai mà khi bạn cần đến ấy, những ai mà bạn cần đến sự giúp đỡ của họ ấy, mà họ đã từng yêu mến, ngày trước bạn đã từng có cái mối quan hệ tốt với người này, họ đều ngoảnh mặt làm ngơ hết. Họ đều ngoảnh mặt làm ngơ cả nhá. Bạn thấy này, cái lá bài ở hợp tháp đây là cái hy vọng, là cái niềm tin, nó cũng biểu hiện cho cái tình cảm nào đó, ví dụ người thân, bạn bè, thậm chí là người yêu cũ gì đó. Nhưng mà khi bạn nhờ vả đến thì họ đều bỏ đi, họ đều quay mặt đi, nhưng lại có một cái, đây, một người khác mang tiền đến cho bạn. Và bạn hân hoan, bạn vui, bạn vỡ hòa trong cái niềm vui đó. Thì mình muốn xem cái người mà mang đến tiền đến cho bạn là ai nhá. Ý là cái người bạn cần muốn giúp đỡ thì họ bỏ, họ đi mất. Bạn thà bạn nhờ cậy họ thì họ bỏ đi mất, nhưng mà lại có một người khác đến để giúp bạn. Thì mình thử xem là người đó là ai nhá. Người này mình thấy họ có thể họ mang năng lượng của nước. Có lá bài 9 gốc ở đây, có thể họ cũng lớn tuổi rồi, hoặc là họ là người thành đạt, họ là một ông chủ. Lá bài 9 gốc ở đây. Đây. Nghĩa là họ biểu hiện họ là cái người thành đạt. Họ có thể có năng lượng của lửa ở đây nhé. Bạn kiểm tra xem là trong lá số họ có phải Bạch Dương, Nhân Mã, Sư Tử không. Và cái người này họ có cái năng lượng của cái sự giúp đỡ, sự chở che, sự bao bọc những người khốn khó. Và có thể họ cũng là người thân của bạn.
trong cái lá bài 80, họ là bạn bè. Đến đây thì mình khẳng định có thể họ là bạn bè, đa phần phần nhiều họ là bạn bè của bạn. Và cái người này họ sẽ giúp đỡ bạn vượt qua cái giai đoạn khó khăn này nhá. Và mình thử xem. Cái người này thì mình nói đây này, họ giàu có, cái lá bài này biểu hiện của cái sự giàu có, họ đầy đủ. Họ mang năng lượng của lửa, có thể trong cái lời nói họ không phải là người tinh tế, thanh nhã trong lời ăn tiếng nói đâu. Cái lá bài này cung lượng của lửa, nghĩa là nói là làm ngay, ăn nói có phần bỗ bã, đúng không? Bên ngoài là như thế, nhưng trong tâm của họ, họ là cái người đây, họ rất thích bao bọc yêu thương, họ muốn giúp đỡ người khác và họ là bạn bè của bạn. Đấy, thì mình thử xem là cái mục đích, cái cuối cùng của bạn trong cái tháng này có thành công không nhá. Cái gọi là cái dự định của bạn trong tháng này có thành công không. Bạn ở đây ấy, mình thấy bạn có năng lượng của thủ lĩnh nhá. Năng lượng của một người nói là làm, lên kế hoạch cụ thể, có bản lĩnh, có tà, có nhiệt huyết, có đam mê, có bản lĩnh, có kế hoạch. Mình thấy rằng trong cái tháng này ấy, bạn phải rất là chú ý, hoặc nó đã xảy ra rồi. Đó là có cái ai đó, kẻ nào đó đâm sau lưng bạn, một kẻ mà bạn rất tin tưởng nhá. Người này là người cũ, người này có thể là cái mối quan hệ từ kiếp trước của bạn. Ví dụ như là họ giống như là cái karma của bạn ấy, họ quay về để họ trả, họ đòi lại cái món nợ của họ, hoặc là họ cũng có mối quan hệ cũ với bạn, ví dụ như người yêu hay là bạn cũ hay là người quen cũ hay là người thân cũ gì đó. Và cái người đó chính là nguyên nhân gây nên những sóng gió cho bạn. Bạn chú ý đến cái điều đó. Thì mình thấy, cái người cũ này là cái người giúp đỡ bạn chứ. Người cũ này là người giúp đỡ bạn. Chứ còn bạn sẽ gặp cái người mà đây nó là cái năng lượng chung, nó là cái năng lượng của trải bài chung, nó không đúng hết được. Mình chỉ nói như thế thôi, còn nếu như ai mà gặp phải cái trải bài này, các bạn có sự liên kết, thì các bạn thử liên hệ với mình nếu các bạn muốn, để xem cái người mà đâm 10 kiếm sau lưng bạn là ai, và cái người giúp đỡ bạn chính xác là ai. Ở đây mình thấy cái người giúp đỡ bạn là một người, ở trong có thể họ là bạn bè, nhưng ở trong bài này với cái năng lượng tâm linh thì họ là người trở về từ kiếp trước của bạn. Giống như kiếp trước hai người có một mối quan hệ thâm giao nào đó, có thể là tình yêu cũ, người thân cũ, người mang ơn cũ, và họ quay trở lại, họ giúp đỡ bạn, và bạn vượt qua được cái khó khăn, cái chướng ngại của trong thời gian sắp tới nhé. Thì đó là toàn bộ nội dung của trả bài thứ nhất. Những ai mà các bạn có liên kết với trả bài này, và nếu như các bạn cần biết cái người mà giúp đỡ bạn là ai, hoặc là cái sự cố gì xảy ra nó rõ hơn, thì có thể là bạn liên hệ với mình nhé, để cho rõ hơn. Còn đây chỉ là trả bài chung thôi, nó có thể các bạn chỉ nhận được một vài ý, bởi vì công việc nó không cụ thể giống như tình cảm đâu các bạn nhé. Rồi, chúng ta hãy sang trả bài thứ hai ở 12:55. Chào các bạn ở trả bài thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trả bài thứ hai. Câu hỏi đầu tiên đó là cái năng lượng công việc hiện tại của bạn. Mình rút cả rồi mình nói nhé. Có vẻ như là ở cái năng lượng hiện tại của bạn, các bạn vừa mới đầu tư một cái gì đó, hoặc các bạn vừa gây dựng một cái gì đấy, đang trong cái thời gian gây dựng. Và ở đây mình thấy toàn năng lượng của lửa, năng lượng của nhiệt huyết, của đam mê, của hy vọng. Các bạn có rất nhiều hy vọng cho cái công việc này. Mình thấy này, giống các bạn vừa khởi đầu, vừa khởi công, vừa xây dựng một cái gì đấy, và các bạn đã bắt tay vào rồi. Và các bạn với một cái ý chí, bản thân bạn là một người có ý chí, có kế hoạch, có đam mê, có nhiệt huyết, quyết tâm, và các bạn có cả năng lực để làm điều đó. Bạn hy vọng rất nhiều ở cái công việc lần này, nhưng mà tại thời điểm này không biết đang xảy ra một cái việc gì, một sự cố nhá, xảy ra một cái sự cố khiến bạn lo lắng và suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ mình thử xem cái sự cố đó là sự cố gì. Hoặc nó không hẳn là sự cố, nó chỉ là suy nghĩ thôi, nó chỉ khiến bạn suy nghĩ thôi. Bởi vì cái lá bài cột lửa nó thường biểu tượng cho cái sự suy nghĩ khá là nhiều, rất nhiều. Ở đây mình thấy cái công việc của bạn có thể nó liên quan đến cái sự kết nối, bởi vì có lá bài chung ở khác ở đây. Đấy, ví dụ như là bạn nào, nghĩa là cái kết nối của bạn nó lại không giống như là cái kết nối của ba xu. Ví dụ ba xu nó thường thường là liên quan đến kinh doanh buôn bán,
Nhưng ở đây nó là một cái kết nối giữa bạn với một cái người nào đấy. Ví dụ bạn tư vấn, bạn tư vấn bạn ký những cái hợp đồng nhỏ nhỏ mà chỉ có hai người với nhau thôi, vân vân. Mình thấy rằng bạn rơi vào cái trường hợp trong cái tháng này, bạn rơi vào cái trường hợp là hai kiếm, cái năng lượng của hai kiếm là có thể là nó sẽ có những cái trường hợp khiến bạn phải so đo, phải so sánh, phải nghĩ ngợi, phải hoang mang nhé. Dùng có cả dùng cái từ hoang mang ở đây. Ví dụ bạn hoang mang về cái năng lực của bản thân, bạn hoang mang vào những cái gì, nói chung là cái công việc của bạn nó liên quan đến sự hoang mang ở đây, có cái sự hoang mang ở đây. Công việc của bạn đây, nó biểu hiện là nó liên quan đến tình cảm, những cái lá bài mà liên quan đến cấp ấy, nó liên quan đến nghệ thuật này, đến nghệ thuật này, đến tình cảm. Ví dụ như là bạn có thể làm tư vấn, bạn có thể làm tư vấn này, thuyết trình này, bạn làm ca hát này, nói chung liên quan, tất cả liên quan đến nghệ thuật, đến nghệ thuật, đến những gì về cảm xúc thì nó là cái này. Và bạn đang rơi vào hoang mang, bạn có những lúc bạn cảm thấy rất hoang mang tại cái thời điểm này, hoang mang bối rối. Nhưng bản thân bạn, bạn có năng lượng của nhân mã, trưởng thành, kiêu hãnh, tự tin, độc lập. Và bạn tự tin vào cái việc bạn đang làm, và bạn vẫn tự tin để bạn xây dựng tiếp cái hành trình mà bạn đang đi. Nhưng mà có những lúc bạn bị rơi vào bế tắc nhá. Mình thấy có cái năng lượng của bế tắc ở đây. Để mình xem tiếp xem nó là cái gì. Cái năng lượng của tháng trước rất là đẹp. Và một số bạn nhắn tin lại cho mình nói cái điều đấy. Nhưng tháng này mình thấy hai trải bài các bạn toàn đang gặp sự cố. Bản thân mình thì công việc của mình thấy bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng không biết thế nào. Cái tháng này mình thấy rằng bạn rơi vào một cái bế tắc nào đó, bạn không giải quyết được. Cái bế tắc này khiến bạn suy nghĩ rất nhiều. Cái bế tắc này liên quan đến một người đàn ông nhé. Nó liên quan đến, có thể liên quan đến người cha, đến cha của bạn, bố của bạn, hoặc chồng của bạn, hoặc người yêu. Đấy, nghĩa là bạn, cái tháng này, công việc của bạn, nhưng mình cảm giác như là bạn rơi vào một bế tắc nào đó. Mà cái bế tắc này liên quan đến một người đàn ông, có thể là chồng, là cha, là người yêu. Bạn suy nghĩ rất nhiều. Mình cảm thấy nó có gì nó liên quan đến tình cảm ở đây. Giống như là bạn, mình đọc lại nhé, mình thấy nó liên quan đến tình cảm ở đây này. Giống như là bạn có một cái trường hợp khác ở đây. Trường hợp khác ở đây nghĩa là giống như là bạn đang có một trường hợp khác, nhưng bạn đang hoang mang, bạn đang lo lắng rất là, bạn hoang mang, bạn bối rối tại thời điểm này. Bạn lại mang năng lượng của nhân mã, bạn là con người luôn luôn hướng về tương lai, luôn hướng về xây dựng. Nhưng tại cái thời điểm này mình thấy bạn bối rối, bạn suy nghĩ rất là nhiều. Cái người này là mang năng lượng của Bạch Dương, thì cái năng lượng của Bạch Dương không phải là họ là cung Bạch Dương, mà họ có cái năng lượng của người thủ lĩnh, người đứng đầu, người rất mạnh mẽ và có trách nhiệm. Họ với bạn là tình yêu, là đời lớp. Nhưng mà tại cái thời điểm này mình thấy họ hoặc bạn đang dương kiếm về phía nhau, đang có cái gì đó che giấu tình cảm lạnh lùng. Một người thì muốn xây dựng, một người thì muốn lạnh lùng, muốn dừng lại. Mình thấy nó hợp hơn là công việc. Không biết làm sao mà trả bài về công việc. Có thể công việc của các bạn nó, cái chuyện tình cảm nó nổi bật hơn cả. Cho nên là tự nhiên nó thể hiện ra đây. Chứ còn mình thấy nó không có cái gì nó liên quan đến công việc. Hoặc công việc của các bạn liên quan đến cái người yêu nào đó, hoặc liên quan đến cái tư vấn tình yêu nào đó. Mà có những cái chuyện mà bạn rơi vào bế tắc, bạn không giải quyết được, bạn khó giải quyết được theo kiểu như thế. Để mình rút tiếp xem mình xem nó là cái gì. Mình thấy ở đây ấy, nó là một câu chuyện tình yêu. Mình thấy cái tụ hai đang hỏi về công việc nhưng không hiểu vì sao chuyện tình cảm nó nhảy ra ở đây. Hoặc là nếu như nói về công việc thì công việc của các bạn liên quan đến nghệ thuật nhá, đến nghệ thuật, đến nghệ thuật, đến cảm xúc. Ví dụ như bạn tư vấn về tình cảm, bạn là chuyên gia tư vấn về tình yêu, thậm chí bạn làm tarot, bạn là một reader tarot, nó cũng là công việc của bạn. Mình thấy thế này này, ở trong quá khứ hình như bạn, nếu như bạn đã từng có một chuyện tình khá đẹp như thế này này. Ở đây là Queen of Wands, nó biểu tượng cho sự phát triển, sự đáng yêu, sự sinh sôi, sự hạnh phúc. Thì ở đây nó có sự kết thúc ở đây. Và có một new love đến với bạn.
Thì cái sự kết thúc này nó có thể là kết thúc một hành trình, sẽ có một hành trình khác mở ra chẳng hạn. Cũng cùng là một người nhưng có thể kết thúc cái hành trình cũ để một hành trình khác mở ra. Hoặc là một người kết thúc hoàn toàn một người cũ để một người mới đến. Cái người mới này mình thấy họ có cái năng lượng này. Một là họ cách cách xa về mặt địa lý với bạn, bởi có lá bài tám gậy này nó biểu hiện cho sự cách xa về mặt địa lý. Thứ hai, nghĩa là cái sự tiến đến này nó rất mạnh mẽ và đột ngột, nghĩa là giữa hai người đang bình thường, ví dụ cái tình yêu nó đang ẩn kín, nó đang có cái chiều hướng là nó nằm im, thậm chí là bạn nghĩ nó hết rồi, nó kết thúc rồi, thì bất ngờ cái người đó quay trở lại nhanh đột ngột như thế này và cho bạn một cái sự đầy đủ trọn vẹn như thế này. Hoặc là họ đến giữa cái lúc mà bạn đang mang năng lượng của chính xu, bạn cảm thấy vui vẻ với cuộc sống của chính mình, bạn không cần đến tình yêu nữa, bạn không quan tâm đến tình yêu nữa, thì cái người đó họ đột ngột họ đến. Cái người này có cái là lá bài bốn gậy này, thường thường nó biểu hiện trong twin flame đấy, trong twin flame, nhưng mà mình bây giờ mình nói rồi mình không quan trọng nhiều đến twin flame. Bởi vì mình nghĩ là khi mà mình nói chung với em, rất nhiều người cứ ỉ vào cái mối quan hệ này và các bạn cứ bị bò trói buộc ở trong đó. Các bạn cứ nghĩ rằng đã là chung với em thì các bạn phải dính lấy nhau, các bạn không thể nào các bạn thoát ra được nhau, nên là các bạn cứ như thế mà các bạn ở lì trong đó, các bạn chịu trận. Nghĩa là và chung với em nó là những cái mối tình, dù là chung với em hay giống chung với em thì nó cũng giống những cái mối tình, nó luôn luôn gặp cách trở, ví dụ như là cách trở về mặt địa lý, cách trở về mặt hoàn cảnh, cách trở về mặt tuổi tác, và lấy là luôn luôn có cái năng lượng của sự trốn chạy. Ví dụ cả hai người cùng có tình cảm nhưng mà cái lúc cái người này bày tỏ thì người kia lại chối khác đi, hay là cái người này lúc người này nghĩ lại muốn xây lại thì người kia lại chối, kiểu như thế, luôn luôn có một cái cuộc rượt đuổi ở đây mà nó làm cái nhau rất mệt mỏi và đau khổ. Và tại sao lại có cái việc đó? Nó làm vũ trụ muốn mỗi người tự chữa lành những cái vết thương trong lòng mình, những cái riêng tư trong lòng mình, để mình trở thành một cái linh hồn được gột rửa, được đẹp hơn, đẹp đẽ hơn, trọn vẹn hơn. Và những cái điều đó nó khiến cho các bạn mệt mỏi, nghĩa là cứ gần đấy xa đấy, có thể gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời, kiểu như thế, cứ luôn luôn rượt đuổi nhau. Nó giống tình yêu, nó giống như nhọt giọt nắng ấy, nó đậu trên tay người rồi mà lại rớt xuống tay ai, kiểu như thế. Cho nên là mình thấy tự nhiên cái tụ hai này, cái trả bài hai này đang là công việc lại dính đến tình cảm ở đây, thì mình thấy là cái người này đột ngột họ quay trở lại, họ muốn nói với bạn rằng họ suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều và họ muốn chúng ta làm lại từ đầu, chúng ta xây dựng lại từ đầu. Người này có năng lượng, có thể họ là twin flame của bạn nhé. Nghĩa là không phải đâu, cái là cái lá bài của bốn gậy nó biểu tượng cho một mối quan hệ giống twin flame, chứ mình không khẳng, bây giờ mình nghĩ rằng twin flame không tùy tiện để chúng ta phán xét được, bởi vì twin flame thì chỉ có hai bạn người trong cuộc và vũ trụ mới là người có thể phán xét coi kết luận có phải là chung hay là hay không. Thì mình chỉ nói là nó giống, nó on off nhiều lần, cái mối quan hệ này nó on off nhiều lần, nó khiến các bạn không dễ dàng được đến được với nhau, tình cảm rất là mãnh liệt nhá, đấy kiểu như thế. Cái người này họ đến, họ muốn nói với bạn là họ suy nghĩ rất nhiều rồi và bây giờ họ muốn làm lại từ đầu với bạn, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Họ nói rằng họ tin tưởng là họ có thể vượt qua được tất cả những cái khó khăn ở đây. Cái khó khăn có thể liên quan đến công việc nhá, đến công việc, đến tài chính. Họ nói rằng họ có thể vượt qua được, họ tin rằng chúng ta có thể vượt qua chỉ cần chúng ta tin tưởng thôi. Họ muốn nói với bạn cái điều đó. Để mình xem tiếp nó là cái gì. Hoặc nó cũng là công việc của các bạn, nhưng mà mình thấy là nó là một câu chuyện tình yêu thì đúng hơn. Ở đây có năng lượng của nhân mã đến sự trưởng thành và mặt nhận thức, nghĩa là cái cuộc tình này, cái chuyện tình này là của những người trưởng thành, những người đã rất thấu đáo rồi, đã rất hiểu rồi, đã rất hiểu biết rồi. Các bạn đã từng rơi vào một cái trạng thái bế tắc rất nhiều, các bạn đã và các bạn cố hết sức. Là bế tắc là lá bài tám kiếm đây, và các bạn cố hết sức trong lá bài hay là vua. Các bạn đã từng so cân nhắc rất nhiều, các bạn bế tắc ở đây, các bạn nghĩ về nhau rất nhiều, nhớ nhau rất nhiều, các bạn là những linh hồn trưởng thành. Và các bạn đây, lá bài chiến xa đang điều khiển chiếc xe đi tới, thế là các bạn cũng muốn cái tình cảm này được tiến lên, nhưng cái tình cảm này đã từng rơi vào bế tắc, rơi vào cái việc mà các bạn chỉ kiếm về phía nhau, các bạn đề phòng nhau. Và các bạn có cả cái năng lượng của cái việc đó là các bạn cân so sánh, cân nhắc đặt nhau trong cái sự so sánh, cân nhắc lựa chọn rất là nhiều. Tự nhiên hay nhỉ. Đang là tình cảm, đang là công việc, tự nhiên lại tình cảm ở đây, không hiểu. Có thể những người chọn tụ hai đang vướng mắc một chuyện tình cảm chăng. Mình thấy bạn mang năng lượng của chín xu nhá, bạn là
Bạn dù là bạn là nam hay nữ thì mình thấy bạn có một cái năng lượng là bạn rất biết cách kiếm tiền, giỏi kiếm tiền, biết cách kiếm tiền, người rất kiêu hãnh, tự tin. Một người, thực ra thì cái tự tin này thì nó cũng tốt, nó tốt trong cái hoàn cảnh mà chúng ta cần yêu thương bản thân. Nhưng nếu là nữ thì nó cũng không tốt lắm, bởi vì mình thấy năng lượng của Chính Xu là cái năng lượng mà luôn 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 là tình yêu tìm đến em, tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc. Đấy, kiểu như thế. Thực ra thì nếu mà nói đạt đến hạnh phúc thì phải là cái tình yêu như thế, tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc. Nhưng chúng ta là những con người sống có cảm xúc, tình yêu nó phải xuất phát từ cảm xúc, cả tình yêu nó phải có cái sự ngọt ngào, hạnh phúc, say mê, say đắm thì nó mới là những mối tình đẹp. Chứ còn thực ra tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc, bạn đừng yêu nữa. Bởi vì tình yêu nó có cái gì khác tình bạn đâu, nó khác với tình thân đâu, thậm chí nó không bằng tình bạn, đúng không? Chúng ta có một người bạn tốt mà tự nhiên họ bỏ chúng ta đi, ta băn khoăn lắm chứ, ta đau khổ lắm chứ, ta thất vọng lắm chứ. Và đây là tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi không người biết. Năng lượng này là đúng của Chính Xu nhá. Nhưng mà khi các bạn đang gặp đau khổ, các bạn gặp quá nhiều những tình cảnh rồi thì các bạn lại cần có cái năng lượng này. Rồi mình thấy cái lần này cái người này họ quay trở lại, họ mang theo một cái mầm hy vọng, giống như bạn, các bạn tưởng tượng là họ mang theo một cái mầm cây, họ gieo xuống lòng đất và họ muốn cùng các bạn nuôi dưỡng cái cây đó nhá. Người này là cái người mà họ mang cái tính chất ổn định, an toàn, bình yên. Họ ít nói, họ chỉ làm thôi. Họ là người rất ít nói. Họ là người có trí tuệ, có chiều sâu, có khả năng tâm linh nhá. Họ là người như thế. Họ mang cái kết nối giống như là Dream Flame của bạn. Ở đây mình thấy là khi mà họ quay trở lại á thì bạn lại có cái sự so sánh, bạn lại cân nhắc. Cái gì? Làm sao? Mẹ đã bảo là khi mẹ làm việc con đừng làm phiền mẹ cơ mà. Con mới chế màu xanh. Tí nữa mẹ giải quyết. Mình thấy đây này, cái sự trở lại lần này có mấy vấn đề như sau. Một, khi mà họ quay trở lại, các bạn có cái sự dừng nghỉ, các bạn nói rằng là em phải suy nghĩ đã, anh phải suy nghĩ đã. Thêm hiểu thế không dễ dàng đâu, không dễ dàng mà chấp nhận đâu. So sánh một thời gian, cân nhắc một thời gian thì có nhá. Và mình thấy rằng có cái sự kết hôn, đính hôn ở đây có thể, hoặc đặt một cái mối quan hệ dài hạn ở đây. Và các bạn khởi đầu một hành trình mới nhá. Thì cái cả bài thứ hai nó là như thế. Nó là như thế, nó là một câu chuyện tình yêu ở đây. Và các bạn sẽ có một hành trình mới tinh ở trong cái tháng tới này. Đó là một người nào mới cũ, có một cái kết nối rất giống kết nối Dream Flame. Họ quay trở lại sau cái hành trình, sau cái thời gian mà họ suy nghĩ rất nhiều, họ cân nhắc rất nhiều, thì họ đã quay trở lại và các bạn có một cái kết đẹp như mơ nhá. Bây giờ mình thử hỏi xem là về tình hình công việc của những người chọn trả bài số thứ hai nó như thế nào nhá. Bởi vì giờ tự nhiên nó ra chuyện tình cảm. Thế là bây giờ biết hỏi về, xin vũ trụ ra thông điệp về công việc và tài chính, tình hình tài chính trong tháng 2 ạ, trong tháng tới ạ. Ở đây mình vẫn bắt được cái, đây nó biểu tượng công việc lần này thì mình khẳng định là công việc của các bạn có thể là liên quan đến nghệ thuật nhá, đến ca hát, nghệ thuật, tư vấn tình yêu. Các bạn giống như các bạn mang lại cảm xúc tình yêu, các bạn mang lại khao khát yêu tình yêu, các bạn mang những cái gì đó liên quan đến tình yêu, các bạn chữa lành những trái tim tan vỡ nhá. Công việc của các bạn là như thế. Và nếu bạn xét về công việc thì bạn đây, bạn giành được những cái chiến thắng, bạn được rất nhiều người ủng hộ, thậm chí là bạn cái sự nó biểu tượng giống như người nổi tiếng ấy, nha, bạn được nhiều người biết đến, nhiều người ủng hộ. Nhưng mà tính cách của bạn, bạn rất là cẩn thận, khép kín, cẩn thận, chắc chắn. Bạn từng bước một bạn xây dựng cái sự nghiệp của mình nhá. Đấy, bạn là người như thế. Để chúng ta xem là trong cái tháng tiếp theo thì cái tình hình công việc của bạn như thế nào.
trả bài thứ hai là hơi bị lãi nhá. Các bạn biết vì sao? Là vì trả bài của mình. Nhưng mà không phải là riêng của mình thì mình mới làm thế đâu. Nếu mà ai trả bài nào thì mình cũng sẽ làm thế mà. Mình rất là công bằng. Mình thấy này này, nếu mà cái công việc của bạn nó liên quan đến nghệ thuật và nhất là nó liên quan đến cái việc mà các bạn tư vấn về tình yêu ấy, thì các bạn thành công nhá. Các bạn giống như là các bạn luôn luôn thành công, bởi các bạn biết vì sao không? Có một cặp đôi ở đây, có một cặp đôi ở đây này, King of One và Queen of Hearts đấy. Đàn ông thì đồng đàn như lửa, phụ nữ thì dịu dàng ngọt ngào như nước. Nghĩa là bạn kết hợp thành một đôi như thế, dù họ khó khăn thế nào, họ cô đơn ra sao, họ vất vả thế nào, thì bạn có thể kết họ được thành đôi. Nghĩa là giống như là bạn tưởng tượng là nếu bạn làm chữa lành cái công việc về tình yêu thì bạn thành công. Bạn chữa lành được những trái tim tan vỡ. Bạn tìm lại được cái hơi ấm ngọt ngào sau cái chia ly của họ. Quỳnh Giao ơi, Quỳnh Giao, con nhớ cái trận đòn lúc chiều không? Ở đây mình thấy các bạn có năng lượng của tâm linh, có lá bài The Moon, nó biểu tượng cho cung sao ngư ở đây, nhưng nó cũng biểu tượng là bạn có khả năng tâm linh nhá. Cái khả năng tâm linh rất lớn. Bạn luôn luôn là người đóng vai trò tìm niềm vui lại cho người khác. Bạn tìm lại hạnh phúc, tìm lại tiếng cười, tìm niềm vui cho những trái tim tan vỡ. Bạn chữa lành những linh hồn tan vỡ, những linh hồn cô đơn, và bạn khiến cho một linh hồn đang còn non nớt trẻ con trở thành những linh hồn trưởng thành biết yêu thương nhá. Công việc của bạn nó là như thế, thì dù bạn làm bất kỳ công việc gì nó cũng liên quan đến cái việc đó, thì công việc của bạn yên tâm, bạn là người thành công. Chỉ có điều mình cảm thấy này, giống như bạn bị nhiễm cái năng lượng của những cái việc công việc của bạn, cho nên là bản thân bạn cũng sẽ gặp những cái cảm xúc tương tự như thế. Bây giờ mình sẽ xem tình hình tài chính của cái tháng tiếp theo này của bạn nhé. Ở đây cái trả bài thứ hai thì mình thấy các bạn luôn luôn có tiền. Nhiều hay ít thì mình không biết, nhưng mình thấy các bạn luôn luôn có tiền, không khi nào thiếu cả. Mình không nói dối đâu. Ai ở Pentacle này, một xu này, sáu xu này, kỵ sĩ xu này, toàn là xu. Vừa hỏi đến tình hình tài chính thì chỉ thấy xu là xu. Cho nên là cả một cái tháng này các bạn yên tâm là các bạn tiền của bạn thì không phải nhiều lắm. Nhiều là phải đạt đến 10 xu, hoặc là đúng rồi, phải đạt đến 10 xu cơ. Nhưng mà ở đây thì bạn lúc nào cũng có xu hết, lúc nào cũng có tiền, nhưng nó không nhiều lắm. Nhưng ở đây thì mình thấy đây này, bạn luôn có cái năng lượng của cái việc là bạn phải chi ra rất nhiều nhá. Bạn thu vào nhưng bạn cũng phải chi ra rất nhiều. Nhưng nó luôn có một cái lá bài của sự nhắc nhở, đó là các bạn phải cẩn thận biết cân đối chi tiêu. Nhưng lúc nào cũng có tiền nhá. Rồi, cái trả bài thứ hai rất là lãi. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhưng ai mà các bạn có kết nối với trả bài này, các bạn muốn, tại vì nó chỉ là trả bài chung thôi, cho nên là các bạn cần có cái việc gì đó liên quan, còn thắc mắc các bạn liên hệ với Quỳnh Lê nhá. Thông tin của mình, tất cả thông tin về Zalo, Facebook mình đều để ở phần chọn tụ hoặc phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn mới biết đến kênh của mình, các bạn bấm đăng ký để like và comment nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ chúng ta đến với trả bài thứ 3 ở 3310. Quỳnh Giao ơi, Quỳnh Giao, hai cái đứa nhà mình hư lắm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với trả bài thứ 3 về tình hình công việc và tài chính của bạn trong thời gian sắp tới. Trước hết, năng lượng công việc hiện tại của bạn tại thời điểm này. Mình thấy các bạn đang gặp một sự cố gì đó, hoặc là một cái mốc nào đó nó đánh dấu, giống như là biết ngay mà. Các bạn đang gặp một cái hạn gì đó nhá, mà nó thuộc về cái hạn của bạn. Giống như là các bạn tưởng tượng thế này này, trời thì có lúc nắng lúc mưa đúng không, mà cái lúc ở đây không phải tự nhiên, mà có nó như quy luật của một tự nhiên, của một cái gọi là cái quy luật tự nhiên. Nắng lắm thì sẽ mưa nhiều, sáng thì ban ngày sẽ đến ban đêm. Nghĩa là nó là một cái hạn của bạn, nó thuộc về quy luật tự nhiên mà bạn phải chịu. Đó là 3 kiếm, 10 kiếm, nó liên quan đến công việc nhá. Rõ ràng là công việc ở đây, các bạn thấy 8 xu ở đây, các bạn đang miệt mài cho công việc của mình, các bạn đang xây dựng một cái gì đó, khởi đầu một cái gì đó, thì các bạn gặp một sự cố. 3 kiếm 10 kiếm ở đây, cái sự cố 3 kiếm 10 kiếm nó biểu tượng sự thất vọng, một cái nỗi buồn, một cái nỗi đau. Mình ra mình giải quyết hai cái đứa nhà mình đã. Mẹ không có cô Hảo. Mẹ
Xin lỗi các bạn. Để mình trả bài tiếp nhé. Nhưng mà mình thấy cái may mắn của các bạn nó hơn với cái trả bài thứ nhất ấy. Đó là mình nói lại này, các bạn có vẻ các bạn đang gặp một cái sự cố nào đó. Cái sự cố này liên quan đến 10 kiếm, 3 kiếm, sự thất vọng này. Sự thất vọng là một này, một cái sự cố nào đó khiến cho bạn hoàn toàn bất ngờ. Và bạn mang một cái nỗi đau 3 kiếm, 10 kiếm, nghĩa là bạn bế tắc hoàn toàn ở đây. Đấy, và nó liên quan đến cái việc các bạn đầu tư. Các bạn đang mải miết trong một công việc nào đó, các bạn xây dựng thì bất ngờ nó xảy ra cái việc đó. Nhưng mà cái này ý, nếu như ở trả bài 1 là các bạn phải đi chạy bãi lo toan khắp nơi, thì ở đây thì mình thấy rằng có một người nào đó mang đến giúp đỡ các bạn nhé. Lá bài của kỵ sĩ cấp này giống như một con người, họ đến, họ mang cái họ mang cái ly tình cảm, có thể là nó thường thường là có thể không phải là về tiền bạc, nhưng mà họ giúp các bạn gì đó mà nó liên quan đây, có thể đến pháp lý hoặc đến cái gì đó, để cuối cùng họ lấy lại công bằng cho các bạn, họ vực lại bạn để bạn trở thành như thế này, và cuối cùng bạn có thể gây dựng lại được những bước đi, bạn tiếp tục bạn đi trên cái hành trình của bạn, tuy nó vất vả. Đây hình ảnh của một cái người mà họ đang chật vật đi trên cái đoạn đường của mình, và họ đang cân đối những cái đồng tiền mình có được. Thì cái đấy, năng lượng hiện tại của bạn là như thế nhá. Và những cái gì ý là năng lượng hiện tại này, và những gì sắp tới xảy ra, bây giờ mình sẽ xem tiếp nó là cái gì. Mình thấy sao của cái năng lượng công việc của những người chọn thẻ bài thứ ba ấy, sau tất cả vẫn là niềm vui ở đây. Các bạn có cái sự phù trợ của bà cô tổ ở trong nhà nhé. Hoặc là các bạn thử xem là có một cái bà cô nào ở trong nhà không. Người này luôn luôn ở bên cạnh phù trợ cho các bạn. Hoặc nếu như không thì các bạn thử xem là trong gia đình có cái người mà giúp đỡ các bạn ấy, mang đến giúp đỡ các bạn ấy, cả về tiền bạc lẫn về tinh thần, giúp đỡ về lời ăn tiếng nói liên quan đến một người phụ nữ. Người này có thể là sếp, có thể là sếp của bạn, có thể là một người có địa vị, nhưng họ là nữ, địa vị họ có địa vị này, họ là người hiểu biết. Và cả hai mặt trần thì là như vậy, và dương âm thì các bạn có bà cô tổ ở trong nhà, nhà ai có bà cô tổ thì các bạn có thể kêu xin thêm nhé. Mình thấy sau tất cả có cái sự giúp đỡ của người này thì các bạn đã khống chế được tất cả những cái gì mà các bạn gặp phải á, là nỗi đau của chín kiếm này, cái sự thóc thầm một mình, lo lắng không biết ai chia sẻ, cuối cùng nó đã có kết quả nhá. Các bạn thấy nhá, đây mình nói này, đây có cái người này, người giống như mình vừa nói đấy, giúp đỡ cả về mặt tình cảm này lẫn tiền bạc này, đạt đến cái 14 cấp là cái sự đủ đầy trọn vẹn. Và các bạn sẽ kết thúc những tháng ngày lo lắng, lo âu đến mất ăn, mất ngủ ở đây. Các bạn đạt đến sự thịnh vượng ở đây. Các bạn đạt đến cái sự thành đạt ở đây. Ở đây lá bài của chai ớt nó biểu tượng một người thành đạt, một người trưởng thành, những người thành đạt. Và các bạn đang tiến bước, đang lái cái xe của mình, cái xe sự nghiệp của mình tiến về phía trước. Và trong dù là trả bài tình yêu hay công việc mà gặp được lá bài này thì rất là đẹp. Nó biểu tượng cho một cái sức mạnh, một sức mạnh có thể khống chế, có thể làm chủ được hoàn cảnh. Và tất cả những cái gì nó khó khăn các bạn đã có thể từ chối được, các bạn có thể đẩy lùi nó. Nó chỉ là một cuộc, nó trở thành một cuộc chiến đã tàn thôi nhá. Mình thấy một cái năng lượng khá là tích cực ở đây. Trả bài 1 và trả bài 3 đều liên quan đến sự đầu tư công việc. Trả bài thứ 2 thì nó liên quan công việc các bạn, liên quan đến nghệ thuật, đến tư vấn. Ở đây mình thấy năng lượng của các bạn là năng lượng của những người rất cẩn thận, chắc chắn nhá. Làm cái gì cũng cẩn thận từng bước một. Trong lá bài 4 xu, lá bài 10 gậy là các bạn làm mà mình thấy các bạn có cái năng lượng của các bạn một mình đi, một mình chiến đấu. Mình thấy các bạn luôn có cái xu hướng làm việc một mình. Nếu như ở trả bài thứ nhất là các bạn có sự đầu tư, tham gia đầu tư, thì ở đây cái năng lượng một mình ở đây, bạn cứ thấy một mình các bạn tiến bước lên, một mình các bạn đấu tranh, dù khó khăn, dù vất vả hay là dù thành công cũng một mình bạn chiến đấu. Bạn có cái năng lượng của market, sức sống mạnh mẽ, tiềm tàng, không cái gì có thể làm đổ được bạn, làm ngã được bạn. Dù bạn đau thế nào thì bạn có cái sự trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ ở đây. Năng lượng của market, năng lượng của bọ cạp, nghĩa là không phải là bạn mang những cung đó, bạn có năng lượng của những cung đó ở trong người.
bạn trải qua những cái thời kỳ, mình thấy ở cái đoạn bài này bạn trải qua những thời kỳ á vất vả, đau thương, có cả đau thương nữa nhá, chứ không phải là vất vả không đâu. Vất vả trong 10 kiếm, đau thương trong 5 kiếm. Những cái sức sống tiềm tàng trong con người bạn, trong lá devil, trong cái lá bài phán xét, và bạn đã vực dậy được tất cả. Bạn có 18 xu ở đây. Bây giờ bạn tập trung vào công việc với sự trưởng thành, vững mạnh, tiến về phía trước ở đây. Nhưng mà bạn chưa bao giờ quên được quá khứ của bạn đây. 9 cốc đã chín gậy đây. Hình ảnh của một người chiến binh đầy vết thương trên đầu bởi chiến đấu. Hình ảnh 5 cốc của sự cô đơn một mình, không chia sẻ cùng với ai nhé. Bạn ở đây mình thấy năng lượng của một chiến binh thực thụ, một chiến binh tuyệt vời. Và đây, phần thưởng của bạn trong những năm tháng của một chiến binh tuyệt vời là lá bài 6 cốc này. Mình thấy rằng ở đây ấy, nó giống như là cái trải bài này nó không chỉ là một tháng đâu, mà nó là cả cuộc đời của các bạn. Nó giống như nó tích lũy lại từ một cuộc đời của các bạn, và cuối cùng các bạn thành công. Đánh đổi được cái thành công là những nỗi đau, là nước mắt, là mồ hôi chan cơm, là nước mắt chan cơm mà có cả máu ở đây nữa. Nhưng cuối cùng cái mà các bạn chiến thắng được đó chính là lá bài 6 cốc này. Chúc mừng các bạn, năng lượng của một chiến binh nhá. Rồi chúng ta đến đây thôi nhá. Hôm nay mình nợ quá nhiều các bạn trả bài riêng, thế là bây giờ mình phải trả bài. Những ai mới biết kênh của Quỳnh Lê thì các bạn bấm nốt đăng ký, các bạn để lại like và comment nhá. Và nếu các bạn có sự liên kết với trả bài này, các bạn đang băn khoăn, các bạn cảm thấy không thể dùng trực giác của mình để phán đoán hoặc là để dự đoán được, thì các bạn có thể liên hệ với Quỳnh Lê. Tất cả những thông tin mình để ở phần mô tả hoặc là phần trợ thủ nhá. Rồi, chào các bạn.